Những hình ảnh vào chiều ngày 26 tháng 5 trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, bốn tàu sắt Trung Quốc đã truy đuổi, chèn ép, tấn công tàu cá DNA 90152 của ngư dân Việt Nam. Chiếc tàu Trung Quốc mang số hiệu 11202 đã tông thẳng vào đuôi tàu cá. Sau cú va chạm mạnh, tàu của ngư dân Việt Nam nghiêng hẳn về một bên. Không dừng lại, tàu Trung Quốc tiến tới đâm lần thứ hai vào mạn tàu cá, khiến nó chìm xuống. Kìm luôn đi chưa? Kìm luôn đâu? Hết rồi, nó hút bên. Tại thời điểm xảy ra sự việc, có 40 tàu cá Trung Quốc